đà. Huấn luyện viên Pep chưa dám loại Liverpool khỏi cuộc vô địch. Huấn luyện viên Pep cũng chưa dám loại luôn ra cuộc vô địch khi tin rằng lứa đàn đỏ vẫn có thể đánh bại Man City và Arsenal để bước lên ngôi cao nhất tại Premier League mùa này. Đội bóng của Pep đã tiến gần hơn để trước vô địch từ những liên tiếp sau khi đánh bại Brighton 4-0 và dạng sáng nay. Các bàn thắng của Kevin De Bruyne và Julian Alvarez cùng cú đúp của Phil Foden đã mang về chiến thắng rất dễ dàng tại giờ Anfield. Kết quả là Arsenal vẫn đứng đầu bảng nhưng Man City hiện chỉ kém một điểm với một trận đấu trong tay. Trong khi đó, Liverpool đang kém 2 điểm và nhiều người tin rằng tham vọng vô địch của họ đã chấm dứt sau những thất bại liên tiếp trước Crystal Palace và Everton. Sau trận thua 0-2 tại Derby Max mở vùng Merseyside dạng sáng hôm qua, huấn luyện viên Jurgen Klopp và đội trưởng Van Dijk đã rất bi quan về cơ hội của The Cop, nhưng Pep khẳng định họ vẫn chưa bị loại chơi. Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy cuộc đua danh hiệu bây giờ chỉ là giữa Man City và Arsenal hay không, huấn luyện viên Tony Adams nói với BBC Sport: "Không phải vậy. Liverpool vừa có hai trận thua liên tiếp, nhưng mà có thể xảy ra với Arsenal và nó cũng có thể xảy ra với chúng tôi. Không ai dám chắc mình có thể thắng một trận đấu. Điều quan trọng là cần phải giữ sự tập trung ở mức cao nhất. Chúng tôi vẫn còn nhiều trận đấu khó khăn ở phía trước. Bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra. Bây giờ chúng tôi cần nghỉ ngơi, phục hồi lại tinh thần và thể lực trước khi chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Trận thắng trước Brighton không chỉ thu hẹp khoảng cách giữa điểm Man City và Arsenal mà còn rút ngắn khoảng cách với hiệu số bàn thắng khi pháo thủ hiện tại là 56 và giờ season là 48. Man City cho biết rõ từ trước vô địch đầu tiên của họ rằng hiệu số bàn thắng có thể mang tính quyết định và Pep là với Stamford rất khó để thu hẹp khoảng cách và hiệu số với Arsenal. Họ ghi rất nhiều bàn và không thể thủng lưới nên điều quan trọng nhất vẫn phải là giành chiến thắng tất cả các trận còn lại. Chúng tôi còn 5 trận và tất cả đều khó khăn. Và cuối tuần này, Liverpool sẽ đội ra sân đầu tiên với chuyến đấu khách tới sân của West Ham vào thứ bảy. Sau đó một ngày, Liverpool Arsenal sẽ đấu trên sân khách với đội tuyển chuyển kiếp Tottenham, trong khi Man City cũng có một trận đấu trên sân khách của Nottingham. Sau đó ít giờ, trận thắng trước Brighton không chỉ thu hẹp khoảng cách giữa Man City và Arsenal mà còn rút ngắn khoảng cách và hiệu số bàn thắng khi pháo thủ hiện tại là 56 và giờ season là 48. Man City đã biết rõ từ trước vô địch đầu tiên của mình rằng hiệu số bàn thắng bại có thể mang tính quyết định và Pep nói với Sky Sport rất khó để thu kẹp khoảng cách và hiệu số với Arsenal. Họ ghi rất nhiều bàn và không để thủng lưới nhưng điều quan trọng nhất vẫn là giành chiến thắng tất cả trận còn